Khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 8, tại dốc cầu Quan Đế Miếu trên đường 3 tháng 2, đoạn thuộc phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Dấm 35 tuổi, ngụ khu vực 6, phường 4, thành phố Vị Thanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ gồm 3 bịch ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy, 46 triệu đồng, 2 điện thoại di động. Khám xét chỗ ở của Dấm, công an tạm giữ thêm 8 bịch ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy cùng một số vật dụng liên quan. Bước đầu, Dấm khai tất cả số tinh thể có tổng cân nặng gần 0,7 kg là ma túy đá do Dấm mua về bán lại kiếm lời. Trưa 27 tháng 8, Dấm mang ma túy đi bán thì bị bắt.